Cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các quý vị và các bạn. Vâng, và hôm nay là ngày 28 tháng 7 thì cửa hàng chúng em lại xin tiếp tục lên sóng và review cho anh em một lô máy cơ xích anh em nha. Và lô này là hàng Nhật nội địa. Anh dấu ký tự này là lô chữ A. Đấy anh em, và tổng cộng lô hôm nay là tổng cộng là gồm 13 máy cưa nha anh em nhé. Rất là nhiều các mặt hàng luôn, và hôm nay em sẽ báo giá chi tiết này. Đó, và tình trạng cây máy, máy móc như thế nào thì sẽ nói rõ ở trên video ngày hôm nay, để cho anh em xem video có thể hiểu được máy, để đặt hàng có thể đúng cái công suất cũng như là công dụng để anh em về sử dụng gia đình nhà mình anh em nha. Đó, và nói sơ qua hình thức đặt hàng của bên em ấy, thì anh em nào mà muốn đặt hàng và cảm thấy ưng ý con nào rồi, muốn mua con nào rồi ấy, thì anh em chỉ cần xem video và em có đánh giá cái ký tự này là lô như kiểu đây này, là con này là con A1 này, con này con A2 này, con này con A3 này. Đó, anh em vào xem ưng con nào thì anh em liên hệ gọi trực tiếp qua cửa hàng chúng em, hoặc anh em nào mà sử dụng Zalo ấy thì kết bạn Zalo cho cửa hàng chúng em và nhắn tin trên Zalo cũng được. Đấy, báo cho em là ví dụ anh muốn mua con A2 này chẳng hạn. Đấy, và giá này này em đã đánh dấu nhá, là cái này là cái giá của cây máy rồi, và giá này đã bao gồm phí vận chuyển và tặng kèm phụ kiện cho anh em là một típ mở buji này, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh, và miễn phí vận chuyển cho anh em đến tận nhà. Hàng tới anh em chỉ cần thanh toán đúng số tiền mà em đã đánh dấu trên từng con máy này rồi đấy ạ. Đó, không cần phải mất thêm bất kỳ chi phí gì nữa cả. Và cửa hàng chúng em thì không cần cọc trước, nên là anh em hoàn toàn yên tâm anh em nha. Đấy, anh em nào đã am hiểu được cách đặt hàng của cửa hàng chúng em chưa ạ? Vâng, vào chèn trong lô hôm nay thì em có duy nhất một cây. Cây A1 này là máy mới anh em nhá. Máy mới, hàng này là hàng máy mới chứ không phải là máy bãi. Còn lại từ A2 cho tới A13 là tất cả những dòng máy cơ bãi. Vào lô ngày hôm nay thì em sẽ đánh dấu là máy này, là từ những máy cưa rẻ nhất cho tới cao cấp nhất, nên là anh em hãy xem video kỹ giúp cửa hàng chúng em anh em nha. Đó, anh em nào mà những con máy rẻ rẻ thì anh em xem những con máy hàng đầu, còn anh em nào thích nhà hàng cao cấp thì anh em có thể lựa những con hàng bên trên này. Đó, anh em xem để hiểu anh em nhé. Vâng, để đỡ làm mất thời gian của anh em thì bây giờ thì em sẽ test nổ cũng như là giới thiệu từng con một. Rồi, con đầu tiên, con này là máy cưa, hàng máy cưa mới này, như đầu video em đã nói rồi, con này 3A1. Thì để cho giúp cho anh em nào mà một chiếc máy cưa anh em về sử dụng gia đình, kinh tế hạn hẹp mà không quá là quan trọng về là máy bãi hoặc là hay là máy như thế nào, máy như thế nào, chỉ quan trọng là máy móc có thể xài được và giá cả thì hợp lý, cũng như là chất lượng thì sử dụng ổn định một tí xíu, cũng như là độ bền thì cảm thấy mà tiết kiệm xăng cũng như là xài cảm thấy ok, thì em xin giới thiệu cho anh em một con máy cưa này, dòng CS6910 anh em nhé. Công suất của con này thì lớn nhất trong lô ngày hôm nay rồi, lên đến 52cc. Đấy, anh em thấy không ạ? Nòng của nó là 45 ly nhá. Lô ngày hôm nay là lớn nhất rồi đấy ạ. Con này là lớn nhất trong phân khúc lô ngày hôm nay, để cho anh em về sử dụng gia đình cũng được, hoặc là khai thác gia đình. Anh em nào mà muốn cắt gỗ to, gỗ mà to to một tí xíu thì anh em con này thì có thể xử lý được luôn anh em nhá. Và lam con này dài mặt cắt của nó này, từ đầu này cho tới phần chỗ này của máy là nó rơi vào 50cm anh em nhá. Xích sử dụng nó là xài xích lớn luôn, xích 72, xích lớn đại luôn nha anh em nhá. Và lam xích là nó là lam xích mới luôn này anh em. Đấy, lam xích nó là sử dụng là lam xích mới luôn, giá 1.650.000, miễn phí vận chuyển cho anh em nhá. Và con này thì nó được tích hợp là chụp giật trợ lực cho anh em, để cho anh em sử dụng giật nổ cây máy có thể dễ dàng. Đấy, nhầm gì không ạ? Hai ốc chật làm nha, vặn trực tiếp vào khóa 13. Đấy, phần này là đổ xăng pha nhớt này, còn phần này là đổ nhớt để bôi trơn lam xích, giá chỉ 1.650.000. Rồi, em sẽ giật test nổ cho con này để anh em nghe tiếng máy. Quá là nhạy nổ luôn. Rồi, giá thì cực kỳ hữu nghị cho anh em nhé. Và con này thì cửa hàng chúng em là đang bán xả luôn đấy ạ. Đó, còn mấy cây nữa ở trong nhà, nên là cửa hàng chúng em bán xả luôn, để cho anh em nào có nhu cầu thì
cần một chiếc máy cưa kinh phí thấp thì có thể liên hệ để đặt hàng con này. Rồi, vâng, và xin lỗi các quý khách hàng, vừa nãy thì em đang quay video giờ thì tự nhiên lại có khách một tí xíu. Rồi, quay lại chủ đề chính thì tiếp tục là qua con A2 anh em nha. Một con này là dòng máy cưa tay cụt, hàng này là hàng Nhật bãi nội địa này. Đó, thương hiệu của Topsun. Đấy, nói chung là thương hiệu của hàng Nhật nội địa thì nó rất là nhiều các thương hiệu luôn. Nhưng mà đôi khi các bác không thể biết được có những cái hãng mà nó sử dụng ở trong nước, đôi khi chỉ sản xuất hàng bãi ra ngoài thôi. Đấy, và giá con này nó là 1.900.000 nhá, và công suất con này thì cực kỳ lớn luôn, lên đến là 36cc. Anh em 36cc luôn anh em nha. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em, và phần này đóng e này, tắt mở là phần ở trên tay cầm này luôn. Gạt lên trên này là đóng e nhá. Đấy, bóp ga là tự nảy e về này. Đó, còn muốn các bác muốn tắt này, đẩy về đây là nó sẽ tắt. Đấy, các bác thấy rất là tiện lợi luôn. Và dòng này là dòng cưa tay cụt công suất lớn nhất trong phân khúc hàng tay cụt rồi anh em nha. Không còn cái phân khúc nào nữa đâu ạ. Và xích con này sử dụng nó là xay xúc chung 91 này. Xích này thì nó là dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện. Đấy anh em. Và lam con này dài mặt cắt là 30 phân mặt cắt. 30 phân mặt cắt anh em nha. Máy móc thì cam kết chuẩn zin đét là đẹp cho anh em luôn. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Em thấy không ạ? Đấy. Hai ốc chân lam bằng trực tiếp bằng khóa 10, giá 1.900.000, thắng xích khóa xích thì sử dụng đầy đủ nguyên. Đấy nha. Đấy, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ nhá. Rồi em sẽ giật két nổ để cho anh em nghe trải nghiệm của con máy này nó sẽ hoạt động như thế nào. Vâng, và dòng này nó là dòng máy cưa tay cụt công suất lớn. Để cho anh em nào mà cần một chiếc máy cưa nhỏ gọn về phục vụ sử dụng gia đình, nhưng mà công suất thì lớn lớn một tí xíu. Bởi vì nòng của nó này lên đến 39 ly anh em nhé. Nòng của nó lên đến 39 ly luôn. Cực kỳ khỏe và cực kỳ chất lượng cho anh em về sử dụng. Đấy, hàng tay cụt rất nhỏ gọn nhưng mà công suất thì cực kỳ lớn, 36cc cơ mà. Đó, và con này thì cửa hàng chúng em đang bán với giá là 1.900.000 anh em nha. Đó, phần bên... phần bên trên này là đổ xăng pha nhớt này, bên dưới này là nhớt để bôi chân làm xích. Nó có ký hiệu ở trên này luôn anh em nhá. Đây, cái phần bình xăng này là cái phần nắp trắng này, và nhớt để bôi chân làm xích là cái nắp cam cam. Rồi, và con này cả chúng em đang bán 1.900.000. Anh em nào ưng thì có thể báo cho em là con A2. Rồi, qua con A3 anh em nha. A3 là một con máy cưa mang thương hiệu Marujangma. Con này thì MC30A, công suất của nó là 30cc, giá 2 triệu đồng anh em nhé. Hiện tại thì nói chung là hàng bãi bây giờ nó cực kỳ là hiếm hàng luôn. Và cửa hàng chúng em nhập về thì nếu mà để mà nhập về theo những cái hàng mà lựa thôi ạ, chứ không phải là hàng theo lấy công về luôn ấy, thì giá nó cực kỳ cao luôn anh em nhé. Thì cửa hàng chúng em thì, nhưng mà đảm bảo cho anh em, hàng đầu vào của cửa hàng chúng em là cam kết máy nào cũng cực kỳ ngon, bởi vì cửa hàng chúng em được kiểm tra hàng mà. Đấy, nên là đặt hàng về thì sẽ đảm bảo cho anh em là hàng nào cũng cực kỳ chất lượng luôn. Núm bơm xăng có, núm bơm xăng phụ luôn anh em nha. Lam con này dài mặt cắt 35cm, từ phần đầu lam cho tới phần đít lam này 35cm. Đó, và tổng độ dài của cây lam là 40cm, phần mặt cắt còn được 35. Xích này sử dụng nó là xài xích mini anh em nhá. Bán trên thị trường cũng rất là nhiều luôn, anh em không cần phải lăn tăn. Và sợi xích này nguyên zin nguyên bản của nó này, vẫn đầy đủ này. Mắt xích khá là dày dặn và to bản luôn anh em nhá. Công suất 30cc thì rất là phù hợp để cho anh em về phục vụ sử dụng gia đình cho mình và chúng mình rồi, đúng không ạ? Đúng không ạ? Đó, anh em cắt những cành cây hoặc là khúc gỗ bằng bắp chân, bắp đùi đổ lại, hoặc là bằng cái phích nước. Đó, đường kính gỗ khoảng tầm 15-20cm đổ lại thì con này thì cắt vô tư luôn anh em nhé. Rồi. Ah.
và qua con A4. A4 là một con máy cưa đến từ Hitachi. Máy móc thì tình trạng như sưu tầm, cực kỳ đẹp và chất lượng cho anh em luôn. Anh em nhìn qua không ạ? Đấy, nhìn này, tem mác hầu như là còn chỉnh chỉ nguyên anh em nhá. Quá là đẹp luôn. Anh em nhìn này. Con này thì cực kỳ VIP luôn rồi. Giá 2.050.000. 2.050.000 anh em nhá. Máy móc khá là đẹp và chất lượng luôn. Đấy, lam con này dài mặt cắt là được bao nhiêu đây? Đấy, em sẽ lấy cái thước này, em sẽ ra đo cho anh em. Đó, lam con này mặt cắt là 35 cm anh em nhá. Đấy, từ phần đầu gốc lam ra tới phần đầu cây lam 35 cm. Háo chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10. Và phần này anh em nhìn qua phần ốc này, anh em nhìn có chất lượng không ạ? Đấy, vàng này, ốc 7 màu luôn anh em nhá. Không hề có biểu hiện han gì cả. Máy móc thì cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp luôn. Con này thì cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25 cm đổ lại thì con này thì xử lý vô tư luôn anh em. Không cần phải lo và lan tan gì cả. Đấy, phần bên dưới này là để nhớt để bôi trơn lam xích. Còn phần bên trên này là để xăng pha nhớt anh em nhá. Hitachi thì giật nổ thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn anh em nhé. Anh em nào mà ưng con này thì anh em muốn đặt hàng ấy, thì báo cho em là con A4 là cửa hàng chúng em sẽ biết ngay anh em muốn đặt hàng con này. Và cửa hàng chúng em sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh em. Anh em chỉ cần để lại địa chỉ cho cửa hàng chúng em thôi là cửa hàng chúng em sẽ biết và gửi hàng cho anh em đúng máy anh em đặt. Rồi, và qua một con máy cưa A5. Hàng này là hàng cưa gia đình tiếp anh em nhé. Công suất 33cc đến từ thương hiệu Tananka của hàng Nhật bãi nội địa. Và con này thì cả chúng em đánh dấu ký tự là A5 này. Giá của nó là 2.050.000. Đấy anh em thấy không ạ? Máy móc thì cũng cực kỳ sáng và cực kỳ VIP luôn. Có núm bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Phần bên trên này là đổ xăng pha nhớt anh em nhé. Phần bên dưới này là để nhớt để bôi trơn lam xích. Đấy, để bôi trơn cái lam xích này nha. Và xích con này nó là sử dụng là xài xích chung 91. Xích này thì nó là dùng chung với sản phẩm của máy cưa điện đấy ạ. Đấy, và con này thì cây lam của nó thì được tăng chỉnh lam xích thì trực tiếp trên phần thân lam luôn, cực kỳ tiện lợi và dễ dàng luôn anh em nhá. Anh nhìn vào cây máy, máy móc thì cực đẹp luôn. Phần ốc này, ốc 7 màu luôn anh em nhá, không hề có biểu hiện han gì cả. Máy khá đẹp cho anh em luôn, 33cc, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đủ lại. Thì con này thì cắt vô tư luôn anh em nhá. Sợi dây giật là nguyên zin của nó luôn anh em nhé. Sợi dây giật khá là còn trắng phau và đẹp luôn anh em. Giật để hơi cực kỳ chắc chắn luôn. Con này tình trạng thì đẹp 90% luôn anh em. Công tác quên chưa bật lên. Các bác phải nhớ là bật công tác lên thì nó sẽ nổ được anh em nha. Chứ nếu mà anh em mà cứ để cá xuống như vừa nãy thì nó sẽ không thể nổ được đâu ạ. Rồi, qua con A6 là một con máy cưa đến từ thương hiệu Hitachi tiếp. Và con này này, thì cửa hàng chúng em thì đã lên cho anh em luôn một cây lam Latin luôn rồi. Đấy, và đặc biệt em đã lên cho anh em một cây lam Latin, hàng thép xịn luôn nha, đến thương hiệu Genowatt. Đấy, và cây lam này hiện tại mà cửa hàng chúng em đang bán ở bên ngoài nhá. Đang bán ở bên ngoài ạ, riêng cái phần cây lam này không đã lên đến là 400.000 luôn rồi. 400.000 luôn rồi anh em nhá. Đó. Xích thì vẫn là xích nguyên zin của nó luôn. Xích khá là dày dặn và co bản luôn anh em nhá. Xích này nó sử dụng là xích mini. Và lam này dài mặt cắt của nó là 3 tấc rưỡi. Còn tổng thể độ dài của cây lam là 4 tấc anh em nhá. Và con đúng bơm xăng phụ đầy đủ cho anh em này. Theo máy là một cây lam Latin luôn rồi anh em thấy không ạ? Máy móc thì vẫn cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp luôn. Giá 2.200.000. Đó, công suất của con này là 30cc. Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 10 anh em nhá.
Đấy, A6. Đây là cũng khá là dàn mới này. Đấy, đấy. Cái này thì nó có núm cái bơm xăng phụ ở đây thì giúp cho anh em là bơm xăng cũng như là vận hành quay máy thì nó thể lên xăng nhanh và dễ dàng anh em nhé. Trước khi hoạt động thì anh em cứ cần bơm cho em mấy cái mấy phát cho nó xăng nó lên cái núm này, rồi anh em giật đóng e vào, anh em giật một cái hai cái cho máy nó nổ cái e một phát, rồi anh em đẩy e về, rồi anh em giật thêm cái hai cái nữa sẽ nổ anh em nha. Và đặc biệt thì cây lam này thì anh em xài thì cực kỳ bền luôn anh em nha, bởi vì lam của nó là lam thép, lam đúc đấy, lam nó là lam thép luôn anh em nhé. Và đầu lam của nó là đầu lam Latin đấy, anh em thấy không ạ, đầu lam Latin nên là xài thì cực kỳ bền bỉ cho anh em luôn. Về con này thì có nhu cầu cho anh em về cắt gỗ đường kính khoảng tầm 20cm đổ lại thì con này thì cắt vô tư luôn anh em, để phục vụ cho anh em về sử dụng gia đình. Cắt gỗ đường kính khoảng tầm bắp chân bắp đùi hoặc là bằng cái phích nước đổ lại thì cắt vô tư và cực kỳ thoải mái luôn. Cân nặng thì cực kỳ nhẹ luôn anh em nhé, chỉ khoảng tầm 4,5kg đổ lại. Vâng, và anh em nào mà đam mê thương hiệu tay dài tiếp nhưng mà công suất thì lớn này thì xin giới thiệu cho anh em một con máy cưa Maruyama. Con này thì công suất của nó lên đến 33cc. 33cc, nòng của nó là 39 ly anh em nha. Đấy, 33cc, nòng của nó 39 ly. Và con này thì còn núm bơm xăng phụ này, đầy đủ. Và đặc biệt thì em đã lên cho anh em tiếp tục là một cây lam Latin tiếp. Một cây lam thép. Đấy, đúc hàng đầu Latin luôn anh em nhá. Cực kỳ bền bỉ và chất lượng luôn. Lam dài mặt cắt là 35cm. Còn tổng thể cây lam là dài 4 tấc anh em, 40cm đấy ạ. Giá của nó là 2.300.000 anh em nha. Nói chung là tiền nào của đấy. Anh em nào mà chịu chi một tí xíu thì sẽ về cho mình được một chiếc máy cưa mà cực kỳ ngon. Đây, hai ốc chân lam phản trực tiếp bằng khóa 10 này, tích hợp cây lam Latin. Và cây lam này bán ngoài như con A6 vừa em cũng đã nói, bán ngoài là trên 400.000 đấy ạ, 400.000 một cây nha. Đó, và công suất của con này thì cực kỳ lớn, lớn hơn tất cả những con gia đình vừa nay đổ lại, từ con A2 cho tới con A6. Con này thì lớn nhất luôn anh em nhá, lên đến 33cc cơ mà. Tầm 25-30cm thì con này vẫn có cắt được anh em nha. 30cm thì con này vẫn cắt được đường kính gỗ đấy ạ. 30cm hoặc là 25cm thì con này cắt vô tư luôn. Bởi vì công suất của nó cực kỳ lớn. Anh em vừa nãy nghe tiếng nổ của con máy này đúng không ạ? Tiếng nổ của nó thì cực kỳ to và khỏe luôn. Đấy, giật nổ rất là thoáng máy. Nòng hơi thì cực kỳ chắc chắn luôn. Anh em giật này, kịch luôn. Tay giật thì nó giật cả tay lại luôn. Đấy, giá 2.300.000 anh em nha. Rồi, và bây giờ là qua con A8, một con máy cưa đến thương hiệu Genowatt G3401 Made in Japan luôn anh em nhé. Cam kết chuẩn zin rất là đẹp luôn. Và phần bên dưới cái nắp xám xám này thì đổ nhớt để bôi trơn lam xích. Và phần bên trên là xăng pha nhớt anh em. Và đặc biệt con này thì có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em này. Anh em nào mà cần một chiếc máy cưa mà anh em về sử dụng với tiêu chí bền, tiết kiệm nhiên liệu và công suất vừa phải để anh em phục vụ sử dụng gia đình, chức năng sử dụng đầy đủ luôn, thì xin giới thiệu cho anh em một con này. Với công suất của nó thì lên đến 34cc. Và đặc biệt thì con này có tích hợp chụp giật trợ lực cho anh em nhá. Chụp giật trợ lực này, phần nhún, hệ thống nhún treo lò xo. Đây anh em nhìn cho kỹ này. Đây. Đấy, nhún treo lò xo. Và cái nhún này nè thì nó có tác dụng này, anh em về sử dụng hoạt động thì cái phần tay nắm này, hai cái phần tay nắm là nắm trên và nắm dưới này thì sẽ nó không có tình trạng rung anh em nha. Bởi vì cái nhún lò xo này thì nó sẽ giảm sóc cho anh em, nó sẽ chỉ phần rung cái phần cục máy này thôi.
đấy, và có thắng xích, khóa xích sử dụng đầy đủ cho anh em. Và con này thì siêu tiết kiệm nhiên liệu luôn và cực kỳ bền bỉ, bởi vì cái vòng tua của con này thì nó sẽ không có rét máy quá, bởi vì nó thiết kế cực kỳ êm ái cho anh em về sử dụng luôn, nên là độ bền của nó rất là cao. Bô là bô giảm âm luôn anh em nha, bô nó test tích hợp cho anh em là bô giảm âm luôn. Lam con này dài mặt cắt là được dạ 33 phân. Đấy, 33 phân mặt cắt, xích sử dụng nó là xài xích mini. Mà thì ổ lam xích là nguyên zin nguyên bản của nó luôn anh em nha. Anh em nào mà thích bền bỉ thì anh em có thể lựa con này. Có núm bơm xăng đầy đủ cho anh em này. Đấy, con núm bơm xăng. E gió là e gió tự động luôn nhá. Kéo ra này, bóp ga tự nảy về. Đấy, anh em thấy không ạ? Giật tét nổ cực kỳ dễ, nhẹ nhàng luôn. Đây. Anh em bơm ra mấy cái, kéo lên. Rồi, bóp ga vào. Vì nó được tích hợp chụp giật trợ lực nên là giật của nó thì cực kỳ nhẹ nhàng luôn. Và thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ luôn anh em nhá. Đấy, thắng xích khóa xích sử dụng đầy đủ. Và phần bô của nó ấy, thì anh em nổ thì cực kỳ êm ái luôn. Và nhún treo lò xo này để cho anh em trải nghiệm này. Đấy. Nó chỉ rung, đa số là nó sẽ rung cái phần cục máy này nha anh em nhá. Đấy, còn cái phần tay nắm này này, cũng như phần tay nắm thế này thì nó không hề có tình trạng bị rung luôn. Đấy là tác dụng của nhún treo lò xo anh em nhá. Đấy là tác dụng của nhún treo lò xo. Và cái nhún này thì nó cực kỳ bền cho anh em luôn. Anh em sử dụng đôi khi là hỏng cây máy, chưa chắc cái bộ nhún này nó đã hỏng từ đâu ạ. Đây anh em sử dụng thì cực kỳ yên tâm anh em. Đây là cửa hàng chúng em mới cam kết cho anh em là siêu bền cho anh em đấy ạ. Anh em nào thích con này thì có thể lựa và báo cho em là con A8. Giá thì cực kỳ hữu nghị luôn, chỉ 2.650.000. Con này thì về cho anh em cắt gỗ đường kính khoảng tầm 25cm đổ lại nhá. Nói chung là nó thiên về để phục vụ sử dụng gia đình cho anh em, nhưng mà hàng chất lượng đảm bảo cho anh em. Thế. Rồi, và con này thì con A9 là một con máy cửa niên hiệu Echo Kyrit V3400. Con này thì công suất của nó là 34cc anh em nhá. Về cho anh em về sử dụng gia đình mà công suất là lớn lớn một tí xíu, cắt gỗ đường kính khoảng tầm 30cm đổ lại. Con này thì có tích hợp thắng xích đầy đủ cho anh em. Máy móc thì chuẩn zin rất là đẹp luôn anh em nha. Và con này theo máy là một cây lam Latin luôn này. Đấy, một cây lam đúc Latin luôn anh em nhá. Phần mặt tiền của nó đây, 34cc. Và sợi xích này thì nó cũng hơi bị cùn rồi, hơi bị mòn rồi. Và em sẽ thay cho anh em một sợi xích mới anh em nhá. Khi anh em đặt hàng con này thì em sẽ thay cho anh em một sợi xích mới. Và sợi xích mới thì nó tình trạng thì còn đẹp 80-90% cho anh em, nên là em hoàn toàn yên tâm. Còn cái sợi xích này hơi cùn thì anh em nào muốn lấy thì em sẽ tặng cho anh em luôn cái sợi xích này, cũng như kèm theo một sợi xích mới cho anh em nữa, để khi anh em đặt hàng con này thì có thể được hai sợi xích luôn anh em nha. Giá 2.900.000. Anh em nào mà đam mê con này thì có thể báo cho em là con A9 đó, tặng kèm cho anh em là theo máy là hai sợi xích, một sợi xích cũ của nó đây, cũng như là kèm theo một sợi xích mới đẹp lên đến 80-90% cho anh em. Hai ốc chân lam bạn trực tiếp bằng khóa 10 anh em này. Và con này thì có xả áp cho anh em nhé. Có xả áp ở đây để cho anh em giúp giật nổ cây máy có thể nhẹ nhàng, cũng như là nhảy nổ cực kỳ nhẹ nhàng. Đây, phần công tác ở dưới, gạt xuống là tắt, gạt lên là mở. Và phần kéo e đây nhé. Kéo e là cái nút đỏ này đây. Và phần bên dưới này là để xăng pha nhớt này. Đấy, anh em nhìn nó có ký hiệu ở trên cái phần nắp đoàn hoàng nhá. Bên trên là nhớt để bôi trơn làm xích. Đấy. Lam dài của nó này, cái cây lam này dài mặt cắt là được 35 phân mặt cắt anh em nha. Tổng thể cây lam dài là 40 cm, còn mặt cắt là 35 cm cho anh em.
Đấy, và anh em đặt con A9 này thì sẽ tặng kèm cho anh em thêm một sợi xích nữa, là hai sợi xích cho anh em để cho anh em về sử dụng anh em nhá. Anh em thấy có ok không ạ? BV 3400, rất là thoải mái cho anh em luôn rồi. Rồi, và đến từ thương hiệu A10, đến thương hiệu Sindaiwa. Đấy, rất là nhiều các bác dạo gần đây thích hàng thương hiệu này cực kỳ luôn. Bởi vì thương hiệu này thì nó là Sindaiwa, cửa hàng chúng em hôm nay lên sóng cho anh em tổng cộng 3 con máy cơ Sindaiwa. Con này là Sindaiwa 360 này, con này là Sindaiwa 353 này, con này kia là Sindaiwa 380. Vâng, và ký tự là A10, A11 và A12. Và ba con Sindaiwa này, nòng của nó thì hoàn toàn giống nhau anh em nhé. Bởi vì nòng của nó đều là 40 ly. Nó là 40 ly. Đấy, con 353 kia cũng 40 ly, và con 380 kia cũng 40 ly. Nó chỉ khác đời sản xuất thôi. Cái đời 360 là cái đời mà thấp nhất, nhưng mà nòng của nó thì cũng là 40 ly, công suất của nó thì cũng cực kỳ khỏe luôn. Đấy, đều là 36cc cả. Và con này thì máy móc thì cực kỳ đẹp và hàng sưu tầm luôn anh em nhé. Đây, anh em nhìn qua phần dây giặt này. Đấy, anh em nhìn sợi dây không? Quá VIP luôn. Xin đề qua 360, con đầu tiên cho anh em. Con A10 giá của nó là 2.900.000 anh em nhé. Lam dài mặt cắt là được 35 phân. Xích sử dụng nó là xài xích chung 91. Xích này thì nó cũng đã hơi cũ rồi. Và anh em đặt hàng con này thì em sẽ đổi cho anh em một sợi xích khác để cho anh em về sử dụng anh em nha. Đấy, anh em nào đặt con A10 thì em sẽ đổi cho anh em một sợi xích khác đẹp luôn, 80-90% cho anh em. Đấy, và anh em nào mà thích sợi xích này thì em tặng luôn cho anh em thêm nữa. Vâng, và anh em nào mà đặt con A10 này thì em sẽ kèm cho anh em là hai sợi xích nhá. Một sợi xích thì còn dày dặn to bản, và kèm theo một sợi xích này nữa. Đấy, xin đây qua. Con này thì cả chúng em đang bán với giá là 2.900.000, nòng 40 ly để cho anh em về sử dụng khai thác tầm trung cũng như là khai thác gia đình được luôn anh em nha. Bởi vì nòng của nó lên đến 40 ly cơ mà. Đấy, công suất là 36cc. Đây, phần lốc là lốc hợp kim nhôm luôn anh em nhé. Lốc hợp kim nhôm luôn, cực kỳ bền bỉ luôn. Nếu mà để so với những cái dòng máy này này, nó chỉ là thương hiệu của nó thì nó không được nó không được nổi tiếng như kiểu là Estin cũng như là Humana thôi. Nhưng mà để mà anh em mà xài thử với con này với lại con Estin, những con máy mà Estin với con Humana mà công suất như con này nhá, thì em cam kết cho anh em là con này nó ăn đứt luôn những con máy cưa Estin và Humana luôn cho anh em. Đấy, anh em về sử dụng, nếu mà để so sánh hai con với nhau, công suất bằng nhau, thì con này thì nó ăn đứt luôn với lại con Estin và Humana luôn anh em. Em sẽ cam kết cho anh em như thế. Đó, nó chỉ là thương hiệu của nó thì nó không được nổi tiếng bằng, nên là giá thành của nó thì nó sẽ không được cao bằng những con máy đấy thôi, nên là giá thành nó rẻ hơn để cho anh em tiếp cận dễ dàng hơn. Còn nếu mà anh em mà tin tưởng em thì anh em cứ đặt thử một con máy này về anh em sử dụng thì bao cho anh em là chất lượng luôn anh em nhá. Vòng tua của máy thì cực kỳ cao và cực kỳ khỏe luôn. Cái này có thắng xích khóa xích luôn anh em nha. Đấy, thắng xích khóa xích có luôn. 2.900.000. Xin lỗi các quý khách hàng đang làm thì em có khách gọi nó bị tắt video mất. Rồi, giật test lại cho anh em nghe nhá. Rồi, và cái dòng mà Sindaiwa mà 360 này cũng như là 380 thì nó cũng có hai đời khác nhau nhá. Cái đời cũ của nó ấy, đời mà sâu về nữa ấy, thì cái bình xăng này nó cũng là bình xăng bằng hợp kim nhôm luôn. Nhưng mà cái đời cao hiện tại như bây giờ này, cái đời cao hơn ấy, thì nó xài là bằng nhựa như thế này nhá. Đấy, nó xài bằng nhựa như thế này. Đấy, và con này là nó hàng đời cao nên là nó được sử dụng là thay thế là bằng bình xăng nhựa anh em nhá. Và cái bình xăng nhựa này thì nó sẽ giúp cho cây máy nó có được cân nặng có thể nhẹ hơn cái đời cũ. Nhưng mà độ bền thì cái bình xăng nhựa này thì nó cũng cực kỳ bền anh em nhé. Anh em không phải lăn tăn đâu ạ. Vì hàng Nhật nó thiết kế thì anh em không phải lo rồi là nó đều đâu. Nó cực kỳ bền cho anh em luôn. Đấy, nên là cái bình xăng nhựa này thì được nhiều người yêu chuộng hơn. Bởi vì cân nặng của cây máy nó sẽ được giảm hơn, bớt hơn và nhẹ nhàng hơn. Giá 2.900.000 cho con
con A10 này, con Sintegra 360 đời cao, bình xăng nhựa cho anh em. Nói vừa nãy thì nó khô hết cả miệng luôn rồi. Cũng gần xong rồi. Vâng, và qua con A11 là một con máy cưa Sintegra 353, nòng cũng 40 ly, công suất của nó là 336cc. Và con này thì nó là đời cao, rất là nhiều các bác ưa chuộng đây. Lốc hợp kim nhôm. Đấy, đây là nó có phần bị chảy ra một tí xíu thôi, nó không có ảnh hưởng gì anh em nhá. Đó, máy móc thì cực kỳ sáng và cực kỳ đẹp luôn rồi. Con này thì 3.150.000. Và con này lam, con này dài mặt cắt là được 35 phân mặt cắt cho anh em này. Đấy, xích sử dụng nó là xài xích mini. Và sợi xích này thì nguyên zin của nó khá dày dặn và to bản anh em nhá. Anh em nhìn đâu ạ, sợi xích này thì nó rơi vào khoảng 80-90% cho anh em luôn rồi. Máy móc thì cực kỳ sáng luôn rồi, cực kỳ đẹp luôn anh em nhá. Rồi, giá 3.150.000. Con này thì nó cực kỳ nổi tiếng luôn rồi. Và có xả áp cho anh em luôn này. Có xả áp cho anh em luôn. Đấy, anh em thấy không ạ? Anh em là giật máy nhẹ nhàng có thể bật cái xả áp này lên, giật cái máy thì siêu nhẹ cho anh em luôn. Máy khá là đẹp luôn. Và cái thương hiệu này thì 353 này thì nó rất là nhiều các bác hay hỏi, hay hỏi xin đây qua 353. Máy nổ thì nghe cực kỳ đã tai luôn anh em, vòng tua thì cực kỳ khỏe. Đó, công suất 36cc, nòng 40 ly. Anh em nào mà ưng con này thì báo cho em là con A11 anh em nhé. Ôi, qua con Sintegra 380 đây. Và con này thì đời thì cực kỳ cao cho anh em luôn rồi. Bình xăng nhựa này. Đấy, bình xăng nhựa nhá. Bởi vì dòng 380 này thì nó có hai đời. Một đời là bình xăng nhôm và một đời bằng bình xăng nhựa. Bình xăng nhôm là đời cũ anh em nhá, và bình xăng nhựa là đời cao. Bình xăng nhựa thì nó sẽ giúp cho anh em là giảm trọng lượng của cây máy. Và con này theo máy là một cây lam Latin, còn khá đẹp luôn anh em nha. Đấy, theo máy là một cây lam Latin luôn này. Giá của nó là 3.200.000 anh em nha. Bậc cái đời này thì nó là đời cao, bởi vì nó có tích hợp cho anh em thêm là núm bơm xăng phụ, để cho anh em giúp giật nổ cây máy có thể nhanh gọn và dễ dàng hơn. Anh em bơm xăng lên giúp cả hàng chúng em. Và con này thì có xả áp luôn anh em nhá. Có xả áp luôn cho anh em này. Đấy, anh em thấy không ạ? Có xả áp, hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 này anh em nhá. Và những cái dòng máy mà nó không có núm bơm xăng phụ này, cũng như là nó không có xả áp này, thì nó rẻ hơn cho anh em được 100-200.000. Còn cái đời mà nó có núm bơm xăng phụ cũng như là có xả áp này thì giá thì nó nhỉnh hơn một tí xíu, nhưng mà cho anh em về sử dụng có thể trải nghiệm được dễ dàng hơn. Cái theo máy là một cây lam Latin cho anh em nhá, cực kỳ chất lượng đúng không ạ? Và lam dài mặt cắt là 35 cm, 35 cm phần mặt cắt anh em nhé. Và tổng thể cây lam là dài 40 cm. Xích sử dụng là xài xích mini, và sợi xích này khá là dày dặn và to bản, làm xích nguyên zin nguyên bản của nó luôn. Đấy, và đây là mã của nó này, 513-3723. Đấy, made in Japan anh em nhé, Sintegra này. Đây là nhà sản xuất của cây máy nhá. Và anh em nào đừng có đọc cái mã này nha, bởi vì em sẽ không rõ được đâu ạ. Anh em chỉ báo cho em là cái con A12 là em biết ngay anh em muốn đặt hàng con gì, để anh em sẽ đóng hàng và gửi đi cho anh em. Sintegra 380, công suất thì cực kỳ lớn. Và ba con này này, 360, 380 và 353, công suất là đều bằng nhau anh em nha. Chỉ là như video vừa nãy em thì đã nói rõ cho anh em luôn rồi ạ. Và ba con này thì để cho anh em về khai thác tầm trung, cũng như là về khai thác gia đình được luôn anh em nhá. Bởi vì công suất của nó thì lên đến 36cc luôn rồi. Và con này đây là tích hợp là lốc, là hợp kim nhôm.
nên là để cho anh em rất là chịu nhiệt cho anh em về sử dụng khai thác được đấy ạ. Vâng, và cuối cùng trong lô ngày hôm nay là con A13. Con này là V3007, con này đến thị hiệu Echo Kyrit anh em nhá. Có lưu xả áp ở đây cho anh em này để giúp giật cây máy nó có thể nhẹ nhàng, giá của nó là 3.200.000. Công suất của nó lên đến 37cc. Rất là lâu rồi em không có về hàng những con này, bởi vì hiện tại thì nó đang bị đóng công ở ngoài cảng nên là nhập hàng về thì rất là khó luôn, bởi vì cái hàng này cực kỳ lâu rồi và hiếm hàng rồi. Lam con này cực kỳ dài rồi, lam con này như là dài mặt cắt là 40cm thì sao ấy. Thôi đúng chuẩn luôn, 40cm đây. Đấy, về cho anh em về sử dụng khai thác được luôn anh em nhá, khai thác tầm trung được luôn đấy ạ. Đấy, V3007 này, Made in Japan này, sản xuất tại Kyrit Code này. Đấy, anh em thấy không ạ? Hai ốc chân lam vẫn trực tiếp bằng khóa 13 anh em nhá. Máy móc thì cam kết chuẩn zin rất là đẹp cho anh em luôn. Giá 3.200.000. Anh em nào mà ưng con này thì có thể đặt hàng để về sử dụng khai thác, quá là ok luôn. Khai thác gia đình nhẹ nhàng. Rồi, và vừa rồi thì cả hai chúng em thì đã giật test nổ tổng cộng là gồm 13 máy cơ xích. Đấy, em đã có giới thiệu chi tiết. Anh em nào mà ưng con nào rồi thì hãy báo cho em cái mã mà cả hai chúng em đánh dấu nhá. Và giá thì em đã công khai đúng rồi đúng không ạ? Anh em nào mà ưng ý thì đặt hàng và báo cho em cái mã để đặt hàng anh em nhá. Vâng, và video cũng khá là dài rồi, cả hai chúng em xin kết thúc video tại đây. Hẹn anh em những video tiếp theo.